Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh tạo lỗ ha, lệnh hold. Đây các bạn new cho tôi một cái bản vẽ mới nè, vô thẻ Magic nè, vô standard mm.ipt nè, ok. Rồi nó mở cho ta một cái sketch mới nè. Các bạn vẽ cho tôi một cái hình chữ nhật nè, lịch vô ngày tâm nè. Đó, chiều dài này 30 đi. Tab vào, bấm nút tab á. Rồi chiều rộng đây là 20 đi. Rồi enter. Đó, ta được một cái hình chữ nhật. Các bạn finish sketch này. Rồi các bạn add chút nó lên. Add chút lên 20 đi. Add chút lên 20 này. Ok. Đó. Thì ta được một cái hình nhật. Bây giờ ý đồ của tôi là gì? Tôi sẽ đục lỗ trên cái hình chữ nhật này. Đó, bấm vô hole này các bạn. Ở thẻ feature bấm vô hole nè. Modify đó, bấm vô hole nè. Thì trong đây nó có nhiều kiểu kiểu thứ nhất là from get, kiểu thứ hai là line, kiểu thứ hai là concentric, kiểu thứ ba là on boy. Thì tôi hướng dẫn cái này. Các bạn lít đại một điểm trên màn trên cái mặt này nè, sau đó các bạn bấm vô mũi tên này, các bạn lít vô cạnh này đó. Thì khi các bạn lít vô cái cạnh này á là nó sẽ hỏi là khoảng cách từ cái cạnh này cho đến cái tâm của cái lỗ là bao nhiêu. Ví dụ tôi cho là 10, nhập 10 vô. Đó, rồi các bạn lít qua cái thứ hai, rồi lít vô cạnh này, dù như cho 10 luôn. Đó, tức là cái lỗ cách phương dọc này 10 và cách phương ngang này 10. Ha. Rồi, tiếp đến là các bạn chọn các cái kiểu lỗ. Ví dụ kiểu này là lỗ trơn từ trên xuống dưới, nè, lỗ này lỗ bật, nè, lỗ này cũng lỗ bật. Ha. Rồi, lỗ này là lỗ V. Ha. Có V. Bây giờ giả sử mình cho cái lỗ bật đi. Đó. Rồi dưới đây là chọn chế độ có ren hoặc không ren. Ở đây khi mà có bậc thì mình sẽ chọn đường kính ngoài nè. Ví dụ đường kính này 10, cái này là 2 ly ha, về cái độ sâu của cái lỗ bự nè. Rồi cái này ví dụ cho 5 ly. Đó, nếu mình thấy true on là lũng tất cả. Rồi mình apply. Đó. Bây giờ tôi mới vừa hướng dẫn các bạn cái lỗ này. Tiếp theo mình cũng có thể gọi lên cái lỗ nè. Rồi mình làm cái lỗ V đi, lỗ V nè. Đó. Mình cũng có thể chọn là form sketch á. Form sketch là từ mình sẽ chấm các cái điểm ở trong cái mặt sketch nào đó ha. Mình làm một cái mặt sketch xong mình chấm các điểm bôi. Rồi vô đây mình chọn các cái bôi là các cái tâm. Ha. Còn concentric là nó sẽ là cái lỗ mình nó đi qua tâm của một cái nào đó. Ha. Thì mình thường dùng cái linear này. Đó, ví dụ đây, đặt vô đây, chọn cái này, cạnh này là 10. Rồi lít qua chọn cạnh thứ hai là cũng là 10 luôn. Đó, bây giờ tôi sẽ chọn cái thứ thứ tư này nha, là vác này. Vác này tôi cho cái này là 7 thôi. Đó, góc này 90 độ nè, cạnh này là 3 thôi. Đó, lũng tất cả nè. Đó, giả sử các bạn muốn lỗ ren thì các bạn bấm vô ren nè. Cái này chính là ren nè. Đó, ren á, khi mà các bạn chọn ren á thì nó sẽ kích thước này nó sẽ đổi. Như đây là cái chiều dài ren nè, từ trên mặt trên này xuống tới cái chân ren là bao nhiêu. Dù đây là 6 nè, tôi cho này là 15 đi. Đó. Rồi ren này là ren ren này ren kiểu gì ha. Đó, tiêu chuẩn ISO nè. Rồi ví dụ như ren này ren M4 đi. Đó. Rồi M4 bước 0.7 nè. Nếu được apply nữa. Đó. Cancel này đi. Đó, các bạn thấy nè. Cái lỗ ren nha. Đó, lỗ ren rất là đẹp. Rồi. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cái lệnh tạo lỗ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Các bạn nhớ subscribe, like và share cái kênh của mình để đón nhận các cái clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.